thì bắt đầu những cái bắt đầu nó ăn được rồi đó thì ăn cho hai mạng là nó nằm đó. Tháng thứ tư đó, là bắt đầu thì thở cho hai người sẽ thoáng ngái về thoáng ngái. Tháng thứ năm đó áo quần nó chặt bắt đầu nó ngủ, con nhìn vậy con đi làm về con sẽ thấy cái lỗ trúng nó lòi ra. Tại cái bụng bự là mà chưa đẻ ra được bao bầu thì phải chặt cho lỗ lòi ra, mà nhất là dùng đá lát và tháng mùa hè nữa. Tháng thứ bảy là bắt đầu là cái thai nó lớn rồi là phải vừa trên á. Thì hồi xưa đó thì gỡ tóc, bây giờ tóc là lùm xù ra, mắt nó thì phải thở cho hai người nó thở. Rồi sao là thở như đó là coi như xe lửa chạy, mà khi mà có thêm một cái đứa con nữa, mồ hôi nó đẻ nhiều, bắt đầu hai bồ hôi nách nó chạy ra, rồi dưới cái bụng đi con ớt vậy, nó thở bụng xịt lên xịt xuống vậy nè, thấy không? Đó là cái thứ tám á, là chuẩn bị tã sữa đồ ăn đủ chuyện hết. Tháng thứ chín là bắt đầu vô biết mùi, nó đau bụng là nó chửi. Chửi. Ê, cái đồ nghĩa, cái đồ nghĩa là tao không có chợ mà làm cho gì tao đau bụng chứ. Liền sơn ơi, bắt đầu, bắt đầu quá. Mẹ 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 kêu nó cho hồi đây con đâu chửi á, nó chửi á, nó chửi là đẻ con ra là bắt đầu ha, là bắt đầu là cho bú nè, thay tả nè, nó đi làm về sáng vô làm trong hãng stress, về tới nhà phải là kho cá đồ quạt lửa rồi mới là làm đủ trò hết, nuôi giờ được chưa, cho con bú nữa, thấy không? Nuôi như vậy đó nó thấy ấn chưa, chưa tới nó bệnh hoạn là nó mọc răng mọc cỏ thứ đủ thứ gì hết, thấy không? Nó thành ra là ấn và gà chưa. Giờ đi vô đây câu đi con. Hả? Con làm hành Bồ Tát cho thầy được không? Dạ, hành Bồ Tát hả? Ô, thị hiện tướng tà kiến không? Không sợ vợ. Chứ là tí ô như vậy là đứa nữa. Làm đứa nữa. Thấy không? Làm đứa nữa, làm đứa nữa. Làm con ngon, cứ làm mỗi năm đứa cho tôi đi. Đó là Bồ Tát. Thật ra đó, tình chỉ đẹp chứ còn danh vợ. Thì bảo đảm với con. À, khi mà lấy nhau rồi là thôi. Không có chuyện gì, đủ cái chuyện phiền não trên đời. Bài ba đọc cho người lại hiện tướng tà kiến, nãy giờ là sư phụ đã hiện tướng tà kiến đó. Đệ tử ta như vậy phương tiện độ chúng sanh, là dùng cái tám này ra để mà nói để cho những đứa kia nó tỉnh giùm chúng, có phải là phương tiện không? Thấy không, phương tiện độ sanh, nếu ta nói đủ cả các món việc hiện quá, tức là nãy giờ xài trong tay mới nhá một chút nghề mà con đã ớn vào gà rồi, chưa có xịt hết, thấy không? Chúng sanh nghe đó rồi, nghĩa là coi như là chúng sanh mà coi như mà nghe ra rồi đó là coi như là tất cả những nghi lầm đều cũng là tan hết, bắt đầu tỉnh thức lại đó. Đức Phật nói rõ cõi ta bà này nhất cử nhất động đều là nghiệp xấu. Hả? Nghiệp xấu là sao mà xấu? Cái gì mà là xấu? Hả? Người ta cho uống rượu là xấu, nhưng mà cái người thanh văn cho uống rượu là xấu, mà người Bồ Tát nói con uống rượu con có nổi sân không? Nếu con nói có thì đừng uống. Con uống rượu con có vui vẻ không? Nếu mà con xin yes con được uống. Con uống rượu rồi con có lo cho vợ cho con không? Con nói xin yes là con uống. Con uống rượu mà con không lo vợ con thì con đừng uống. Con uống rượu rồi con lúc nào có cười vui giao tế được làm phiền ai không? Nếu mà vậy là con là định nên uống rượu. Còn nếu mà con uống rượu rồi con bính người chửi người con đừng uống. Một người uống một ly trà mà chửi vợ chửi con không bằng cái tên nó uống rượu, mà coi như là lo cho vợ lo cho con. Thành ra nhất cử nhất động xấu tốt đều do cái người có trí huệ hay không có trí huệ, đúng không quý vị? Vậy dựa vô cái sự hiến hóa bài ba động hiện các tướng tà kiến của các vị Bồ Tát để được chúng sanh, thì cõi này nhất cử nhất động đều có thể là nghiệp tốt được, như nãy giờ thầy nói đó. À, thầy chỉ cho con như vậy,
nhưng mà không phải thầy biểu bỏ con đâu. Bây giờ thầy biểu con như vậy, nếu mà con là cái người mà căn cơ thanh văn, con sợ quá. Trời ơi, ông thầy này ông diễn tả từ cái cảnh cứ mà con vợ mình cái bụng như con ảnh hương rồi nằm thở rồi ngái rồi sau này vô bệnh viện nó chửi mình đủ thứ đó, thì con chạy vô đây con phòng tu, thì con là thuộc loại căn cơ thanh văn, tu cho con chứ không phải tu chúng sanh. Nhưng mà thầy diễn cho con thì hiện các tướng tà kiến, những cái tướng xấu của người vợ, nếu mà con nói là con không khen con làm Bồ Tát thì con sẽ hưởng tâm như thế này. Nếu tất cả chúng sanh đều sợ cái cảnh này thì thân người lấy đâu mà có để chúng ta ra đây chúng ta tu. Nếu mẹ cha chúng ta đều sợ cái trách nhiệm thì làm gì con có mặt ra đời. Nếu ai cũng làm như vậy thì bao nhiêu đứa trẻ bị giết. Thì chỉ con vậy cho tình thì nếu con giết đứa nhỏ, mẹ ơi ba ơi hãy cho con được làm người, đúng không? Chuyển tâm Bồ Tát cái là được rồi. Tôi bây giờ chúng sanh vô biên thì nguyện độ, tôi không độ ai được tôi độ con vợ tôi, đúng không? Như vậy và chúng ta nhìn được cái cảnh con vợ lúc mà nó còn con gái nó đẹp thế nào, bây giờ nó có bầu nó xấu thế đó, thì chúng ta không còn đắm vào cái xác của cái người vợ nữa, mà chúng ta thương cái phần linh hồn của người vợ, cái nết cái tới cái đẹp. Và khi ra đường chúng ta thấy một cô con gái nào, về Việt Nam thấy một cô gái nào, chúng ta cũng ồ vợ mình hồi xưa cũng đẹp, chỉ cần có mang bầu sanh vài đứa là nó xấu. Và chúng con biết rằng giả sử hơi thở rờ qua, mỗi lần về nghe nó ngái mình không nghe nó ngái nữa là thấy nó rờ nó lạnh ngắt, thì cái phần tâm linh đã đi khỏi cái xác, thì con có dám nằm bên cái xác hay không? Như vậy cái người vợ mình mà được tâm sự với mình, lo cho mình, nấu cơm cho mình, giặt đồ cho mình, là khi cái phần thần thức cái tâm còn ở trong cái xác. Còn nếu mà cái phần nó đi thì đó chỉ là cái vỏ ốc không hồn, đúng không? Thì như vậy biến phiền não thành bồ đề, mình tự động mình nói con à, nhìn đứa con trai con à, ba nuôi con, ba làm thành Bồ Tát, ba thương con, vì nghĩ là ông nội cũng đã có như vậy. Nếu ông nội cũng có cái tâm như vậy thì ba làm sao có mặt ở đời này. Ba chỉ ước nguyện là con sau này trở thành một người tốt, một người trong dân Việt Nam, thông minh toàn người dân tộc, một người sinh ra đời để lợi ích cho chúng sanh, chứ không sinh ra đời để mà làm hại cho cái xã hội này. Thì như vậy con thấy được biến cái phiền não thành bồ đề. Hồi nãy là thầy thấy cái mặt tiêu cực của thanh văn chỉ cho sếp, con là nợ vợ quan gia gửi nhà nghiệp báo, nhưng mà chỉ đến tâm Bồ Tát, con là con của mình, máu huyết của mình chỉ đổ cho đứa con mình trước, rồi mình nói là chúng sanh vô biên thiện độ đổ cho con mình trước, không? Vợ quan gia, nhưng mà quan gia hay không là vô mình thôi. Nếu quả thật nó là quan gia thì phải trả, không trả đời này đời sau cũng trả, mà biến quan gia trở thành là tri thức. Thì con biến những cái gì vợ con nó giữ con nhận nhục, giữ nó chở con buông xả. Mà thầy hỏi con nè, nó chửi con cả ngày, như con về con giặt đồ, con quên bỏ cái gì đó vô nước sơn, nó chửi con, mà con nói tôi làm mệt quá mà ba con chửi tôi nói gì, nó sẽ ra cái tâm, nó nói cái lỗi này của anh. Con nói khi mà con nhận lỗi, nó còn giữ nó không? Cái lỗi này của anh. Rồi con vừa xuống dưới, con rửa chén, nhưng mà con rửa còn nửa, còn bỏ nửa giờ, nó nói anh rửa nó sao? Con nói tôi vậy là ông nghĩa đó, làm mỗi bà sao? Thì nó chửi con liền nói, cái lỗi này của anh, hồi xưa mẹ cưng quá anh nhận lỗi. Mỗi khi mà mình nói cái lỗi về mình, có ai còn chửi mình nữa không vậy? Vì mình nhận cái phải về mình, thành ra người ta nói người ta lỗi. Mà mỗi khi người vợ con chửi con nói cái lỗi này của anh, cái lỗi này của anh, con vợ không có cái cớ gì để chửi con nữa, đúng không quý vị? Là biết gì nào thành bồ đề đâu. Hai vợ chồng bỏ nhau cũng gì ra, cái gì tôi nói là đúng, cái gì anh nói là sai. Còn mỗi lần vợ nói cái này em nói đúng, thì vô tình con vợ này nó sẽ thương con dữ lắm. Thì trong đời nó mà nói với ông già cũng bị ông già chê, nói với bà già bây giờ chê, mà thằng chồng mình cái gì anh nói đúng đó, anh thấy là anh có cái vợ, có cái chọn con vợ thôi hả, mà chỉ vợ với vợ mình thôi hả, không hơn thua vợ mình hả. Thành ra từ đó mình hiểu bằng trí huệ, không có gì tốt mà không có gì xấu, có lợi ích như thế nào. Vì tầm quan trọng là tầm quan trọng là con chỉ cái tâm con thôi. Mình không thể bắt vợ mình tu thì mình tu đi, mình tu là mình xả, mình là ông xả thì mình xả bỏ. Có nhẫn nhục là phải có cái xả đã, con được cái nhẫn thôi chứ xả, chứ nhẫn là mình đè, mình ném ở trong này nè, tức là cơn tức vẫn còn ở đây nhưng mà cắn răng nhẫn nhục. Còn xả là vô trên đây là được cái bóng ra ngoài liền. Xả nó sướng hơn không? Bây giờ quý vị ăn ốc bích vừa to
rồi tôi bỏ cho cố lâm viện ngồi trong này, tôi cho bà Diệu Định ăn, tôi cho Liễu Viên ăn, tôi cho mấy cô Yến Ngọc ăn, tôi cho Diệu Viên ăn, rồi ngồi trong này xong nè. Mà bây giờ hả, mình định ra đó thì coi như là mắc tội cho tầm phật, mà phá tăng và họp nữa. Nhiều khi nhất là bác Minh Dư nè, bác Minh Dư ngồi đây ông cũng ăn thì không dịch ông bích người con, mà ông định ra đủ năm tiếng thượng tọa, thượng tọa xong lại định sao thịnh đó mà ông định thì cái định đó là cái gì? Nhẫn có không? Cái gì ông nhẫn? Nhục ông trắng ra ông chịu, ông chịu hết nổi rồi thì rồi đi sao sẽ bệnh làm cái bơ cái đã qua xả ra thì xả là sướng không? Xả ra cái là sướng ra vậy cái gì thế nọ không đó. Thành ra tôi giảng rồi, tôi giảng trinh nghĩa không có nói lòng vòng. Thành ra người tu nhẫn nhục thôi cái chuyện xả, xả là xả ra cái là mình khỏe liền. Còn mắc tiểu á, có cái cô dâu kia, cổ mắc tiểu kia đám cưới đó mà rước dâu có xe kẹt á, cổ nín riết cổ chết trong khi con phụ dâu á nó cũng ngồi trên đó, nhưng mà nó chịu hết nổi rồi nó nghe bà giảng thì không ai đói ăn khát uống mắc đai phải liền. Nó xả ngay trên đi mua xin và nó còn là sao, nó khỏe quá và rốt cuộc là nó sống. Bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra như vậy đó, tu mà xả là sướng hơn là tu mà nhẫn. Nhẫn vậy chứ tức lắm, điện thoại mà về hàng chữ nó nhẫn. Nhẫn gì đâu bằng kỳ nay về là nó nói là tao đi học chiêu này tao xả mày ơi, phải không? Thì hỏi ngày đó nó nói là kỳ nào con Hằng nói là 10 lần nữa là cũng là Hằng xin là thiện hỏi là ron hết phải không con? Ít cha cũng phải có lần rai chứ. Mà Hằng nó nói 10 lần con nói chả là thầy thấy không, con gái không à? Thầy là kỳ nay về anh Hằng nói vậy nó đúng rồi, anh sai. À, tức là mình xả cái xẻ luôn mà nó đâu có cớ gì để nó đó. Còn mình giữ lại trong đó mình đưa lên á, mình đưa lên miệng á, không được thì đưa xuống đi con. Phải không? Đúng là cái e thôi à. Mình đưa xuống phải không? Đưa xuống vài ba cái thúi nó chạy liền. Bởi vì thấy đó, bữa nay tôi giảng cái bài pháp này tôi rất là thoải mái. Tại vì nghe tiếp nữa nè. Câu hỏi số 5, thế nào là Bồ Tát thì dùng thân, thanh văn? Thanh văn thì ép thân. Bồ Tát thế nào là Bồ Tát thì dùng thân giáo? Thanh văn thì ép thân. Ép để lấy được gì? Để khi được lại phải trở lại với thân để dùng. Vậy sao không dùng luôn khỏi ép? À, trong này cái câu văn của con nó hơi lộn xộn nhưng mà thầy hiểu rồi. Khi làm Bồ Tát á, thì dùng cái thân của người tu sĩ để mà hoằng pháp lo cho vợ cho con, lo cha mẹ. Còn thanh văn á, là phải vô đây cạo đầu, đắp y, làm thầy, làm thầy đức, đúng không con? Rồi ăn á, thì phải ăn chay, rồi phải ngủ á, thì phải dậy sớm, gò ép cái thân thể, nghĩa là nói cũng dám nói mạnh. Còn thầy thì không có chuyện đó, thấy không? Thầy là cái loại là coi như là phá luật lệ rồi, coi như thị hiện tà kiến rồi, thầy không có nói được. Nhưng mà đúng ra đó, cái quen cách của thầy bị rất nhiều người phê bình, phải không? Nhưng mà thầy hỏi ba đứa tụi con, tụi con chịu cái giảng của thầy không? Ba đứa mới lên đó, Obama khe nó chịu cái thông lại khe không? Chịu không? Chịu vỗ tay đi. Là sao? Mình có sao nói vậy? Không có dấu diếm, là nói lời chân thật, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, thầy không có kiểu mà biểu tụi con nói vậy với mình con, mà có vợ có con mà con đi tu là thầy không phải là Bồ Tát. Mình chỉ nghĩ tu làm ai, tu để độ ai, mà tôi khi bỏ lại cho vợ mình khổ, con mình khổ, để một cái nợ. Mình tu này mình thành cái loài là cái loài ích kỷ, cái loài quỷ đói đó. Hả? Phật có biểu mình chỉ có con đường duy nhất là phải cạo đầu vô chùa tu không? Phật nói tu tại gia và xuất gia, thân ở nhà mà nghĩ đến chùa là Bồ Tát. Hả? Hả? Mà thân ở chùa mà nghĩ tới nhà là thanh văn đó. Ở đây chính là nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ vợ, nhớ con, không chịu ở trong chùa. Mà thà là ở nhà mà tâm hướng về chùa thì chết đi về đâu cái gì? Đi về cõi Phật. Còn vô đây tu bị gò bó dỗ dựng á, chết đi về đâu? Về thăm vợ. Cái đó là rõ ràng như ban ngày. Hả? Thì như vậy con nói thế nào là Bồ Tát? Bồ Tát là dùng cái thân của mình, cái thân phàm phu này, mà dùng thân phàm phu này thì sao mình mới độ được vợ được con mình? Hả? Chỉ có cái là lục độ ba la mật. Thì như vậy trong này, thầy đem một cái câu hỏi của một cái trường đại học Phật giáo ở bên Đài Loan. Vì thầy đó họ gửi qua họ hỏi, ông cũng rớt cái câu hỏi này. Không cần tu nhiều bộ kinh mà chỉ hiểu được
danh hiệu của một vị Bồ Tát, một vị Phật là bốn vị Bồ Tát, là người đó đã đạt được cảnh giới Cực Lạc ở đây rồi. Người đó ở đâu cũng là đạo tràng, người đó ở đâu cũng là tịnh độ, người đó đầy đủ hết tất cả. Kể là một vị Phật và bốn vị Bồ Tát, ai kể được? Ông nào cũng rớt cái bằng mà tiến sĩ Phật học gì cái câu này, mới đi thứ tự đàng hoàng. Chúng ta tụng kinh á, là chúng ta niệm cái câu Nam Mô Di Đà Phật trước, phải không vậy? Rồi tới cái gì? Quán Thế Bồ Tát, cái đó Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Di Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Chúng Tát. Nhưng mà khi mà hành anh này là chúng ta phải làm sao cho là Thanh Tịnh Đại Hải. Thanh Tịnh là cái hàng thanh văn, mà tôi không mong tịnh độ, mà Đại Hải như thế là Đại Chúng nè, ha, Đại Chúng ở đây nè, Hải là biển, ha, Bồ Tát. Thì có phải là thầy ở trong làng này mà thầy không làm cho mấy bà trong làng này trở thành Thanh Tịnh Đại Hải thì làm sao mà trở về cũng được lạc được, hả? Thanh Tịnh Đại Hải là sao? Chúng ở đây thanh là thanh văn, tu tịnh độ, tâm thanh tịnh trước đã, đừng có nói cái gì hết. Tâm tịnh là thế giới tịnh, tâm loạn là thế giới loạn. Chúng là đại chúng nè, Bồ Tát Hải, Thanh Tịnh Đại Hải là chúng ta tu như là biển, biển coi như là nước sông nó có chảy ra, nước biển nó dâng lên không có gì, mưa nhiều biển có lục không có gì, không, biển là cái rộng lớn, thành ra tất cả muôn sông đổ về biển cũng không chen lợn. Thành ra lời khen, lời chê, con kinh, con rạch đổ ra, biển chẳng nhận, xác nhận, biển nhận tất cả những cái gì mà biển không bị, nghĩa như sông hả mà nhận nhiều là ngập lụt, suối nhận nhiều cũng ngập lụt, giếng nhận nhiều cũng tràn lên, mà biển cái gì đổ hoài, mưa một tháng biển cũng như vậy thôi quý vị. Biển chỉ lên xuống do thủy triều mà thôi, chứ còn mực nước sông không ảnh hưởng gì tới biển. Mà quý vị làm cho tất cả đây đều tâm thanh tịnh, Đại Hải Chúng Bồ Tát, tất cả mọi người trong này trở thành một vị Bồ Tát, là người đó đã mở cái lòng ra rồi. Dù là họ chưa về mà làm Bồ Tát là chúng sanh vô biên thường nguyện độ, thì quý vị còn cái lộn với lộn những người này kia nữa không? Hả? Bồ Tát có bắt lỗi chúng sanh không quý vị? Bồ Tát có đi làm chỉ trích này kia không? Mà khi quý vị làm được cái hành Bồ Tát đó rồi đó, thanh tịnh Đại Hải công chúng này nè, rồi đó thì quý vị tiến lên. Ai nữa? Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. À, quý vị phải tụng cái hiệu này là một chúng sanh còn chưa thành Phật, ngài không có thành quả Phật, phải không? Một người còn trong địa ngục là chúng ta không thành quả Phật. Bây giờ ở trong này có những người quậy phá quậy này, không lẽ thầy đuổi những người đó ra? Thầy phải độ sau những người đó hồi tâm Bồ Tát hết thì thầy mới là làm tròn cái đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, đúng không quý vị? Đúng chưa? Không thể đổi một người nào ra hết. Rồi khi mà thanh tịnh là hai chúng Bồ Tát rồi đó, rồi tới Địa Tạng Như Thực là đại nguyện rồi đó, chúng ta tiến lên một cái nguyện nữa là cái gì? Đại Thế Chí. Mình tu cái này mình bị nó hoài, mình cứ bỏ nó vô tu vừa xong giảng xong vài bữa ra xuống nó quậy nữa. Có phải trong kinh Địa Tạng ngài Địa Tạng Như cứ độ hết người này vừa vào trong ác đạo xong đưa ra nó để vô, có phải là thầy vừa nó vừa nổi sanh nó đào ở trong cái lồi địa ngục thì vừa giải xong nó xuống lên nó lại ganh tị, nó vào lồi ngạ quỷ, xuống đây nó lại giành ăn, nó chia bánh tét, nó vào lồi xuất sanh thì nhiều bóng ra trở lên, nó trở vô nó nhảy xuống cốc gì dễ vậy đó. Nó ở đây nó nghe vậy, nó về dưới kia nó nghe lộn thì thầy phải làm vàng. Nhưng mà thầy phải có là cái gì quý vị? Đại lực, Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là phải có cái chí lớn, đừng có nản chí, phải không? Mà đi được như vậy làm cho trong làng này thanh tịnh thành Bồ Tát hết, làm cho trong này thành là Địa Tạng Vương Bồ Tát hết, độ hết họ, người xấu cũng độ, người tốt cũng độ. Rồi phải có cái chí, người đó ngày nay là Phật, ngày mai là Bồ Tát, ngày nay họ đổi liên tiên, hôm nay họ tốt, ngày mai họ xấu, ngày nay họ trung, ngày mai họ phản, mình vẫn độ hết. Rồi mình đi là cái Thế Chí Bồ Tát, mà đi được bốn cái này thì chúng ta trở về thì ai gì? Ai đi là Quán Thế Bồ Tát. Quán Thế Bồ Tát là sao? Mở cái lòng từ bi, quan sát coi ở trong này đứa nào nó còn khổ, nó chịu khổ, nó khổ tại sao? Quán là quán chiếu, thế là thế gian, âm là âm thanh. Mình ở trong này mình coi tại sao mà nó có khổ như vậy, tại sao mà nó không chịu bỏ cái tập khí này, tại sao nó còn nguyện họ như vậy. Mà khi chúng ta quán chiếu chúng ta làm thế âm, phải không? Thì chúng ta có 32 cái quan âm này, có 32 tướng, phải không? 32 bán quan thần, phải không? Bữa nay cái bà này đã cần một cái người ngã quỷ để độ bà,
thì mình xuống phải ăn dụng ăn đi, không sao đâu, là hiện thân ngã quỷ đi độ đó. Chỗ nào bạn cần một thân tỳ kheo để nghe pháp, mình hiện thân thích đi lên giảng kinh Chúa cho bạn nghe. Chỗ nào hiện thân ông vua để nghe pháp, mình hiện thân vua. Có nghĩa là trong mang hai thân, bạn cần cái gì mình giúp bạn cái đó. Tức là sao, mình coi thân bả là cái loại gì, mình phải tùy thuận bả loại đó đó. Mang hai thân có nghĩa là ở trong này loại tốt cũng chơi, loại xấu cũng chơi, loại thùng thùng cũng chơi, loại lên đi cũng chơi. Chúng ta phải tùy thuận để mà độ cho họ. Và cái cuối cùng rồi chúng ta trở về cái gì, A Di Đà Phật. A Di Phật là gì? Vô lượng quang là chúng ta đã sáng suốt, vô biên quang tức là chúng ta không còn ranh giới. Ở trong cái đàn này tất cả đều Bồ Tát, tất cả trong ngày trở thành có 32 tướng tốt. Là khi mà họ đã có 32 cái biến hóa thân của mình rồi thì họ trở về mình, họ có 32 tướng tốt. Thì mình dùng 32 cái thân của mình thì mình biết họ trở thành thân nào cũng là thân tốt hết rồi. Hả? Con mắt họ không còn nghe hay, phải không? Thì họ có cái tướng đẹp con mắt. Lỗ tai họ không còn nghe lời xấu thì chê để mà họ phải bình nữa, thì lỗ tai họ là tính tốt thứ hai. Lỗ mũi của họ nghe mùi thơm mùi thúi gì cũng bằng nhau. Cái miệng họ ăn đồ dở đồ tốt gì cũng bằng nhau. Cái thân họ ngủ phòng có hết không hết bằng nhau, phải không? Cái bàn tay của họ đó là không phải 10 ngón, và bàn tay của họ là gì? Bàn tay của họ là thiên thủ 1000 bàn tay. Họ thấy ai, họ đang đứng ở nhà bếp, họ thấy cái người khi bàn trên ghế, họ xẹp bàn tay họ giúp. Họ đang đứng lái xe, họ thấy cái người kia cần người xếp, họ nhảy vô họ làm. Họ đang chùi cầu, họ thấy cái người kia cần một người vô nấu cơm, họ nấu cơm. Thì như vậy hồi xưa họ chỉ có hai tay à, tôi chỉ làm cho tôi thôi. Nhưng bây giờ họ có là 1000 tay, và họ có 1000 con mắt để họ quan sát ai chỗ nào cần khổ. Như vậy tất cả chúng ta đều có cái tiếng lưỡi rộng dài. Cái tiếng nói này hồi xưa, tiếng nói của những bà tám trong này, có ai thu băng cái chuyện đó không? Những lời chê khe không? Nhưng mà sau này mấy người này nói cái gì người ta đưa lên băng dĩa, người ta chuyển đi. Như thầy đang này, cái lưỡi có thầy là lưỡi rộng lắm, nói một cái lên cả thế giới nghe. Thì nghe cái gì? Nghe cái lời chánh pháp. Thì như vậy từ cái hạnh mà 32 thân của Quan Thế Bồ Tát, chúng ta có 32 tướng của cõi Cực Lạc. 32 tướng nó đẹp, làm cái gì cũng đẹp hết, thấy không? Người mà mặc rồi làm cái gì cũng đẹp hết, cái người tốt làm cảnh nào cũng tốt hết. Mà chúng ta trở về vô lượng quang sáng suốt, vô biên quang, không còn đẹp xấu ở trong này, không còn, tất cả đều một loại, thấy không? Chỗ này kêu là tốt cực giảm sanh, đạt tới cảnh giới này là A Di Đà. Chỗ đó không có ngày đêm, phẩm 22 con cây dược thọ, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng soi được. Vì cái đó là nói về cái tâm mà làm sao soi được. Mà trong khi đó đó, cái kinh A Di Đà thì nói cõi đó là sáng suốt đẹp đẽ mà đó, không mặt trời mặt trăng. Chỗ đó không có nhà cửa luôn, có không có gì? Trong phẩm 22 tối cực không có nhà cửa, ha? Chỗ đó thì an lạc bằng cái tâm thức mà thôi. Tức là đó là tâm thức cảnh, tâm cực lạc chứ không phải là cảnh giới cực lạc. Đó, và người đó vô biên quang, vô ngại quang, trí huệ quang, thì người đó trở về với cái tự tánh A Di Đà. Thì chỉ cần tu bố danh hiệu Bồ Tát và một đức cuối cùng chúng ta lọt vào cái thế giới cực lạc, người đó ở đâu cũng là cực lạc. Hiểu chưa? Rồi tiếp theo thứ sáu, tôi hỏi cái cậu đó luôn đó. Bữa nay cậu này hỏi tôi như tôi trả hết cái dễ cho tổ luôn á, nhưng mà nhớ in ra về cho cô bạn gái nghĩa. Con có đọc tiểu sử của nhiều người tổng thống nổi tiếng và CEO của nhiều người công doanh nhân rất thành công, con thấy họ đều có một đặc điểm chung, đó là có cái khả năng họ cảm thông cao độ với người khác. Vì sự cảm thông rất cao đó nên họ nhiếp được người khác và làm cho những người đó có cảm giác quan trọng, và cũng vì họ có cảm giác quan trọng nên họ làm hết sức mình, và vì đó mà thành công được những việc lớn lao. Con xin hỏi Đức Phật dạy chúng sanh làm thế nào để cảm thông và nhiếp quá người khác. Trời ơi, các ông giám đốc á, là ông kêu những ông mà nổi tiếng á, là họ hiểu. Tức là cái đầu tiên á, là thông cảm, là understand. Rồi người chồng người vợ đó, mà muốn gia đình hạnh phúc là phải có sự, người chồng phải rộng lượng, đúng không quý vị? Người vợ phải bao dung. Mà ngay cả sư phụ ngồi ở làng Di Đà đây, sư phụ có sự cảm thông với tụi con không? Có. Tụi con mới đến đây, đúng không quý vị? Thành ra cái sự cảm thông đó, nó làm cho cái hệ thống nó đi lên hay đi xuống thôi. Cái người đó càng mở tấm lòng ra thương yêu, mình phải đặt người đó vào cảnh. Thì Đức Phật có dạy câu này rồi, sao không có được? Đức Phật dạy ở trong này, người nào mà lớn hơn của thầy đó, lớn tuổi người nữ là người đó coi như mẹ.
Người nào mà lớn tuổi người anh người cha đó coi như là cha, mà người nào mà nhỏ tuổi hơn thầy mà con gái coi như là em mà con, thì coi như là bà con lụng thân của mình thì mình phải tạm thân chứ con. Rồi cái thứ hai Phật dạy là chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thầy nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thầy nguyện học, Phật đạo vô thượng thầy nguyện thành. Thì Đức Phật dạy rằng mình phải là chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, tức là mình phải độ cho người ta làm sao thành Phật hết, mà không có ai thành Phật hết. Con phải đọc con cái kinh Kim Cang này. Tu Bồ Đề là một ông đệ tử rất giỏi về Phật pháp của Đức Phật, thời Phật còn đại thế. Ông nói làm sao con được thành Phật, làm sao con được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Đức Phật nói này, này Tu Bồ Đề, khi ra đời ông phải độ cho hết chúng sanh ở thành Ca Thị La Vệ này, ông độ chúng sanh thành ca. Bây giờ thầy nói ở Mỹ này đi, bây giờ nè con hỏi thầy các cái ông giám đốc, các ông tổng thống nào mà thành công đều có một cái là họ có một cái là cảm thông. Tổng thống Kennedy cảm thông với dân chúng, tổng thống Reagan cảm thông với dân chúng. Tổng thống Kennedy đã nói một câu này: đừng có hỏi quốc gia làm gì cho bạn, và bạn hãy làm gì quốc gia. Thì tức là ông nói là đừng đòi hỏi ông tổng thống bắt dân chúng phục vụ cho ông, mà ông tổng thống phải phục vụ cho công dân, đúng không? Thì cũng vậy, khi mà thầy nói con, giờ con hỏi làm sao Đức Phật đặt cái gì để mà coi như là đạt tới cái trình độ là để cho người ta, nghĩa là cảm thông, để cho người ta quy phục về Đức Phật hay không, để mà ta nghe lời Phật dạy hay không, đem lại hạnh phúc cho người. Thì bây giờ con hỏi làm sao con thành Phật. Thành Phật là cái người giác ngộ, giác ngộ là cái người toàn hảo phương Phật. Thì bây giờ thầy nói thế này, con tên gì? Tên gì? Thắng. Thắng. Con bây giờ đó, con muốn thành Phật không? Con muốn con đem lại an lạc cho người không? Con muốn giống như những ông tổng thống kia mà làm sao người ta đâu thật xưa con không? Thì con phải trở về nhà, con độ cha mẹ con thành Phật, con độ cha mẹ vợ con thành Phật, con dùng hãn con độ luôn cả tất cả người làm bạn con thành Phật, con độ luôn toàn bộ cái vùng Đà Lạt thành Phật, con xuống đây con độ hết dân trong làng ở Di Đà là thành Phật, con độ hết vùng ở Hiếu Tân thành Phật, con độ luôn 50 tiểu bang Hoa Kỳ thành Phật, con độ luôn cả Úc Châu thành Phật, con độ Âu Châu thành Phật, mà khó nhất là con độ cho Trung Quốc và người Việt Nam cộng sản thành Phật. Mà thật ra không có đứa nào thành Phật, lúc đó con mới thành Phật. Cái câu này cao lắm, tức là con phải coi ai cũng có là Phật đã. Đầu tiên con nói là chúng sanh đều có Phật tánh, mà khi con thấy một người ác cũng là ông Phật, con thấy một người hiền cũng là ông Phật, cái đó bình đẳng, chỉ có cái là mê và ngộ thôi. Mê là chúng sanh mà giác là Phật. Thì con thấy tất cả bà cụ trong làng này là Phật thì bà nói con không giận, ông Phật đang thử mình. Con về nhà con cho ba con là Phật, má con là Phật thì con không có giận ba má. Có cha mẹ vợ cũng là Phật thì cũng không có làm phiền, mà vô hãng xưởng của ai cũng là Phật. Thì người ta là chúng sanh mà con coi là Phật thì con đâu có tạo nghiệp với người ta, mà là con tạo cái kính trọng. Thì con có người ta làm Phật thì người ta sẽ đối xử con lại là Phật. Mình xử sự với người ta thế nào thì người ta xử sự như này. Mình muốn người ta yêu thương mình thì mình phải yêu thương người ta, đó là luật nhân quả. Có phải như vậy không quý vị? Dạ, con hình như con chợt nhớ là còn cái Phật nói tam nhiếp pháp gì đó. Tam nhiếp pháp sao? Nói rõ câu đó là bố thí bài hành đồng sự thì ồ, bố thí lợi hành đồng sự, nó còn nói ba đó hả? Cái đó nó nằm ở trong cái lục độ ba la mật của một người Bồ Tát rồi. Bố thí nó có nhiều loại bố thí. Bố thí mà một sự tính toán, một đứa nhỏ sau này con có con nó con mua đồ chơi cho nó, cái điện thoại. Ví dụ con có đứa nhỏ con cho cái điện thoại loại cũ xì, không có phải là iPhone. Rồi cái bữa nào đó con nói có đứa em con ở bên Việt Nam nó qua, nó sẽ cho em con đi con đi, ba mua cho con cái điện thoại iPhone. Thì đó là con bố thí cho. Thì cái bố thí này không có công đức, cho người ta cái cũ để đổi lấy cái mới lớn hơn ha. Rồi nó đang chơi một cái game Xbox của tụi Apple 360 hay là của Microsoft gì đó. Thì bây giờ cái này nó là model 2010. Bây giờ con nói cho người hàng xóm đi con, nó mới di dân qua đó, nó đem nó cho để là con nó nghĩ là ba sẽ mua cho một cái máy mới, hiểu không? Thì cái này là một cái sự là bỏ cái nhỏ để lấy cái lớn. Thì những bà cụ mà vô đây nó nghe nó cúng dường Phật nó được đẹp, thì mua cái bông hoa cúng Phật.
thì mua cái bông hoa cúng để muốn rằng là bông đẹp, thay vì đi sửa thẩm mỹ tốn tiền quá. Bác sĩ thẩm mỹ thì mổ tới mấy ngàn đồng, thì vậy mổ bông hoa rồi sao mình đẹp, mũi cao mắt bồ câu, lẽ tức là có cái bố trí, có cái thầm thầm rồi nghe nói xuống nấu đồ ăn ở dưới đó, là được sau này là sanh chỗ nào cũng đầy đủ y thực, đầy đủ đồ ăn không thiếu. Thì xuống dưới nghĩ như vậy là đầu tiên cái động cơ cho công quả là tâm tham. Cái tâm tham đó thì cái quả báo rất là nhỏ. À, tham tức là mình muốn cho mình không phải là bố thí, tức là mình xuống đó để mình thu thêm, bỏ một chút công mà thu thêm rất nhiều, hiểu không? Thì không đúng. Thì cái bố thí đó là cái bố thí có tính toán, không được thể là bố thí, mà đó là một sự đầu tư có tính toán, hiểu không? Thành ra ở trong này thấy nghe không thầy không ai, không có phước quá, không ngồi đi ông giảng, người ta cúng mấy chục ngàn, cúng một cái phước hơn. Thì cái bố thí này thay vì bỏ bao thơ cho mỗi người trong này, mỗi người Tết lì xì là 100 đồng, nhưng mà ngược lại đó, để 100 đồng cho sư phụ, còn mấy người kia chỉ cho 10 đồng thôi. Cái bố thí này bất bình đẳng, mà bất bình đẳng rồi đó thì không thể về cực lạc được. Vì về cực lạc đó, tất cả mọi người đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà mình trong đó mình có một cái gì, mắt cũng tốt, mũi cũng tốt, mà cái tâm xấu. Cái tâm xấu thì đâu có được là tướng tự tâm sinh xấu liền. Thành ra chúng ta hiểu là bố thí lợi hành nó đi đôi. Nãy tôi nói gì? Bố thí rồi cái gì nữa? Hả? Đồng sự. Lợi hành đồng sự. Lợi hành đó tức là con làm sao đó con đem cái hành động của con mà lợi ích cho chúng sanh, chứ không có phải là tự lợi. À, còn cái đồng sự đó là tất cả mọi sự việc con phải chia đều, chứ không có một cái tâm là phân biệt. Con phải chia đồng đều, đồng sự. Cái sự việc này con phải phổ đồng là hết, chứ không dành đặc quyền, đặc lợi cho một người nào hết. Con hiểu thầy nói không? Thành ra đạo Phật là cái đạo rất là chân lý, không có phải là mơ hồ cái gì hết. Rồi, bây giờ con người, con nói là vì như con thấy khoa học mỗi ngày mỗi tiến bộ quá nhanh, thì con người phải cần đặt nặng về sự cảm thông với nhau càng nhiều. Vì nếu sự cảm thông mà ít mà đi đôi với khoa học trên tiến cao, thì con người sẽ tàn sát với nhau càng nhiều và càng nhiều. Con nhìn một cái niềm cái phim mà nó nói về thú vật, con chim mà eagle thì nó ăn mấy con chim nhỏ, bồ câu, có không quý vị? Con bồ câu nó đi ăn những con sâu, con bọ, những con sâu bọ nó ăn những con kiến. Thì như vậy ở ngoài biển, cái con cá mập thì ăn con cá nhỏ ăn nhỏ nữa. Có phải là ở thế giới nào cũng mạnh được yếu thương, mà ngay cả thế giới loài người này cũng mạnh được yếu thua thôi? Con thấy rõ ràng, ngay cả trong gia đình con, cái người mà có đi tiền, cái người in khơm chính làm trong gia đình, cái người đó có tiếng nói quan trọng, đúng không quý vị? À, cái người đó có cái thế mạnh với đồng tiền, người đó là cái power trong tay họ. Thì như vậy, cảm thông đồng sao? Và khi mà con đạt được cái cảm thông đầu tiên á, là con nghĩ những người này đều là thân bằng quyến thuộc của con. Đức Phật là cái căn bản, mà đã thân bằng quyến thuộc với nhau là cha mẹ nhiều đời, thì không có cái sự mà hơn thua với nhau. Thì cái đó là cái căn bản. Còn nói mà làm sao cho đừng có tàn sát lẫn nhau khó lắm. Nổi trong cái làng Di Đà có mấy chục bà, bây giờ vô mới có 10 bà ở chung mình đã có chuyện rồi. Chứ đừng có nói gì mà muốn cho cả thế giới hòa bình, nhưng mà mình làm được cái gì mình làm. Bởi vậy mới nói có câu là phải có là đại thế chí mới làm được cái chuyện Bồ Tát. Làm Bồ Tát dễ nản lắm. Con thử làm Bồ Tát con biết liền. Con gửi tiền về Việt Nam làm Bồ Tát, cho lần thứ nhất nó khoái, nó xin lên nữa, cho lần thứ hai nó khoái, cho lần thứ ba tới hồi mình lấy ớt mình nó xin nữa, cho nó chửi liền. Mà nó chửi cái nó, mình mà tự nhiên mình trả lại cho mình mất hết tất cả cái con đứa kia. Thì hồi xưa mình không có tiền á, mình có tiền mình bố thí tài sản. Bây giờ mình không có tiền, mình bố thí cho cái gì? Tự động mình bố thí cái sân hận của mình ra đi, mình xả cái sân hận mình ra, thì đó là cái đại bố thí đó. Vì mình giữ cái đó trong người mình đọc à, không tích lợi gì. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà nãy thầy còn nợ của những cái câu mà đang giảng sáng này, đang giảng về cái thế giới mà ác đạo. Mấy con lắng nghe này. Khi sanh về ác đạo thì con khi đi hộ niệm á, thì con thấy cái tướng cái người đó, thì con phải biết rằng họ đang ở trong cái thế giới nào để họ chuẩn bị đi. Con người khi sắp chết, thân tâm mơ màng như là cái ngủ, là ở trạng thái vô ký. Khi người sắp chết lâm trong đó vô ký, con mắt á thì mở trừng lên mà thấy mờ mờ thôi, con người nó đụng rồi. Có lỗ tai á thì nói gì ù ù nghe,
Tôi nói cho những vị như Bác Minh Như, những người như 70-80 tuổi. Quý vị bây giờ ở cái tuổi 60-70 lâu lâu quý vị ngủ, quý vị nghe những tiếng như con ve nó kêu trong lỗ tai có không? Có chưa? Trong mật tông có nói thầy thì chưa bị kêu cái đó, nhưng mà họ nói là những người đó bắt đầu lớn tuổi rồi tự nhiên làm gì có cái con gì nó kêu, nhất là về riêng nó dẫn dẫn, nó kêu ve ve trong đó. Không phải, bên kia nó không có nói. Nói một cái âm thanh ve 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 mà chưa thể nghe được mà. Khi cái tuổi 70 trở lên thì trong mật tông họ giải thích rằng tất cả bắt đầu đó là cái nghiệp của mình đó. Là chẳng hạn như bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, con ớt nó đẻ ra cái trứng, rồi cái trứng nó nở ra con nồng nọc, phải không quý vị? Con nồng nọc khi mà nó còn ở cái trạng thái cái loài mà ở dưới kia đó, là cái loài mà trứng sang á, thì nó nở ra, nó ở dưới nước ở nước chừng 20 lễ đúng không quý vị? Thì nó chừng 21 ngày chuẩn bị nó rụng cái đuôi á, thì bắt đầu nó bò lên để mà nó thở trên này. Thì nó chuyển hóa từ cái loài dưới nước mà lên loài này, thì bắt đầu con nồng nọc nó lên khỏi mặt đất, nó mới biết được cảnh giới bên kia. Thì những cái tuổi như quý vị đó, bắt đầu cái thọ mạng loài người quý vị đã gần hết rồi. Mà quý vị bắt đầu đi vô các cái chiều không gian của người âm, thành những cái âm thanh á mà của cái thế giới bên kia, bắt đầu quý vị bắt đầu bắt được từ từ rồi. Thấy không? À, cái âm thanh của, bởi vì trong này tôi bảo đảm, có những người khi mà tụng kinh đó, thất bằng chuyện sinh đó, sẽ có người nghe cái tiếng đất như là rung rinh, có người nghe như tiếng trống, có người nghe như là cái tiếng âm thanh là thanh kia, mà có người là không nghe. Diệu Hảo, có nghe chưa? Dạ. Khi mà quý vị đọc tới cái mà gì mà lôi âm làm như là cái mà, thì những cái đó là họ rung rinh. Thành ra những cái tần số là mình không nghe được, nhưng mà khi mình cảm ứng với đạo nó vào, thành ra tới một lúc nào mà càng ngày quý vị càng nghe nhiều, rồi tới lúc quý vị nhìn thấy người âm á, mà quý vị bình thường không thấy, là bắt đầu khoảng từ 6 tháng tới 2 năm, 3 năm quý vị sẽ đi thấy người âm, thấy ông bà. Có nhiều bà già bà ngồi có chị mà thấy vậy, thấy kia thì mình không thấy chưa. Nhưng mà đứa con nít khi mà nó sinh ra đó, nó không trả đề gì, nó thấy được người âm, thì nó đang ở trạng thái trung ấm, là nó ở thằng ma, nó nhập cho người, mà cái phước đầu người nó rất là nhỏ từ từ, mà cái ảnh hưởng của ma nó còn, thành nó con mắt của coi âm nó còn thấy được, thành nó thấy, mà nó càng lớn đứa nhỏ lại hết thấy. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì bây giờ cái trạng thái quý vị là mà nghe o dây dây, tức là quý vị bắt đầu đi vào cái tần số của cái thế giới mà âm thanh bên kia ba chiều rồi, rõ ràng trong kinh thì tôi nghe nè. Bây giờ khi người sắp chết kêu là vô ký, lúc đó không có thể biết được những cái cảnh nên là xảy ra bên ngoài. À, bây giờ do nghiệp lành nghiệp dữ, có người chết là từ dưới chân chất lên, má bây giờ thành đậu rồi, vẫn giờ đậu nó mất rồi, như biết ai mà đi cái đám đó có biết là nó bà chết từ dưới chân chất lên không? Tôi hỏi sự bệnh cho lại nó đo là chết từ chân chết lên, chết luôn cả tay luôn, mà bà chết từ dưới chất lên, coi như là máu nó không đưa xuống dưới nữa, nó chỉ đưa ngắn thôi, là nó đi ngang, nó không được gì, và chết hẳn luôn, nó nói là chết, máu chỉ đưa từ cái vùng ngắn này lên thôi. Bây giờ sắp sửa chết, thân phần lần lần lạnh, chỗ nào còn nóng sâu rốt là thần thức ra nơi đó. Trong thần thức chúng ta có 8 cái thần thức, con mắt mà mở như vậy mà thấy được là nhờ có cái con mắt là thức, mà nhờ có cái thần thức thì nó kêu là nhãn thức. Nhãn thức thì mới thấy được sự việc, cũng như cái bây giờ cái webcam của máy computer của cái laptop nó có như vậy, nhưng mà khi mà cúp điện nó có thấy được cái gì không? Thấy thì cái điện tượng trưng cho phần linh hồn tâm linh thần thức, mà cái webcam con mắt mình chúng ta, thành ra cái webcam này con mắt này mà khi nó hư rồi đó, cái phần mà computer cái laptop hư rồi, chúng ta có quyền lấy cái này ghép cho người khác xài được không? Được. Con mắt này còn tốt, mình đi bác sĩ họ ghép những cái này qua cho cái người khác xài được. Thành ra như vậy, con mắt thấy là con mắt chỉ thu nhận hình ảnh, mà cái mà biết được hình ảnh người nam, người nữ, cha, mẹ, màu xanh, màu đỏ là do cái tâm biết. Quý vị hiểu thầy nói không? À, mà tâm biết phải cộng với phần ánh sáng nữa, chứ không phải không biết. À, thành ra khi mà không có ánh đèn thì chúng ta vẫn có cái thấy mà thấy tối, chứ phải không thấy. Đó. Thành ra người mù là họ có cái tầm, nhưng mà sao cái vàng lớp thớt computer điện họ có,
mà cái mà webcam của họ hư rồi hả, cái webcam họ bị bể nền kiến rồi thì họ không thâu được. Nhưng mà ngược lại đó, khi mà chúng ta con mắt nó hư rồi thì cái người mù đó đụng xuống với bàn tay của họ nó ra cái thân. Thay vì á một dòng điện ở trong cái này là 100 ampere, chúng ta xài tủ lạnh, chúng ta xài quạt máy, chúng ta xài hít, chúng ta xài phòng ăn, thì 100 ampere nó mỗi một nơi đó nó đều bị chi phí, nó xài đủ rồi, nó không xả năng hết. Nhưng mà đùng một cái cái con chỗ này nè, cái dàn điện cái con mắt này nó hư rồi, nó đóng lại thì nó dồn xuống ngay cái lỗ tai này và nghe tiếng nói là nhận được cái người đó người quen vậy, là nghe một lần biết không quý vị. Rồi khi họ chú ý là họ để ý nghe, tại vì khi họ buồn rồi là họ đi, họ nghe, họ cầm cái gậy họ đi, họ đi họ coi, họ nghe cái âm thanh xe, họ nghe tiếng nói để họ biết, là họ nghe Minh Như nói là họ biết Minh Như, mà họ nghe Diệu An nói họ biết, họ rất là thích tại vì họ nghe họ quen, thì họ tập trung cái dòng điện rất là mạnh vào tai. Và khi mà họ rời về đồng tiền á thì họ tập trung vào cái cảm xúc của cái thân thể. Do đó người mù họ rời tiền 100 họ biết không vậy, 50 họ biết không vậy, 1 đồng họ cũng biết, là tại vì cái dòng điện này nó bén nhạy, họ không có xài trên con mắt, họ dồn xuống đây, thành ra họ đi rất là mạnh. Mà bởi vì ngài ăn ở lực ngài nuôi rồi đó quý vị. Nhưng mà sao ngài lại có thiên nhãn đệ nhất à? Ngài ăn ở lực là biết cái tội là vô mà nghe kinh nó ngủ gục, Phật vỡ ông bỏ cha bỏ mẹ vô đây tu hả, mà tại sao ông ngủ gục hả? Thành ra ngài hứa là tu nguyện từ nay trước nhiều lần là con không có làm mất mặt Phật nữa, con nguyện thức cả đời Phật không được. Ông thức ông đuôi à, ngài thức đúng 3 tháng và con mắt nó không có ngủ, nó mù chảy máu. Ngày mù rồi thì Phật mới dạy cho ông cách mà để mà thiền nhãn, và ông dùng cái thức đó để ông thấy bằng cái ý thức, ông không thấy bằng cái con mắt thịt nữa. Và ngày là cái thiền nhãn lớn hơn cả ngày mình đi nữa, thiền nhãn đệ nhất là anh đâu được. Thành ra khi quý vị tu thì thấy ngày bây giờ coi nè, trong cái câu kệ mà người ta hỏi là người mấy ông trình độ bài đặt ra, thật ra trích từ kinh Đại Thừa Trang Nghiêm do Hòa Thượng Thích Thiện Tâm ở Việt Nam đã dịch ra. Đảnh sanh cõi thánh, đảnh ở trên này, cảnh thánh là Phật, mắt sanh trời. Ở đó người ta không nói tráng mà ta nói mắt. Bởi vì khi thầy ra thầy vẫn thường rờ tráng và mắt nữa, mắt sanh trời. Bụng nóng ngạ quỷ, tim nóng người. Bàn sanh thành thức ra đầu gối, nóng ở bậc chân địa ngục thôi. Trích ở trên Đại Thừa Trang Nghiêm do Hòa Thượng Thích Thiện Tâm dịch. Người nào khi lâm chung sắp đọa vào loài chó, loài bò, bạc xanh, loài chung vật, chó, heo, mèo, bò, trâu, thì có những triệu chứng như sau. Cái gì đó nói người này sẽ bị bệnh nặng, không có cái dụng bệnh nhẹ, bệnh rất là nặng, tức là bệnh cái loại là như ung thư, bệnh thuộc cái loại là hết thuốc chữa luôn đó. Quý vị nhớ cái điểm đầu tiên là bệnh nặng, bệnh mà coi như thầy thuốc hospice luôn á, không phải bệnh nhẹ. Thứ hai, thân bệnh nặng, tâm thì mê mờ tán loạn ở như trong mây mù. À, họ mơ mờ lắm, họ không có tỉnh táo nữa. À, sợ nghe danh hiệu Phật, người này hàng ngày niệm Phật mà quý vị để mấy niệm Phật tắt đi nhức đầu lắm. Đây là một trong những triệu chứng đi vào loại thú vật đó quý vị. Có cái đó quý vị? Có. Còn biết có nhiều người cả đời tu mà khi mở niệm Phật tu nhức đầu không nghe, tức là triệu chứng bắt đầu đã đi vào cái loài là loài bàn xanh, loài thú vật rồi, sợ nghe danh hiệu Phật. Mà ai khuyên tu đi, chỉ nghe đi, tôi thích mở máy con thầy giả, tôi thích nghe nữa. Ngày thường rất thích nghe thầy nói, nhưng mà lúc đó không thích, có không gì có à, không chịu nghe kinh mà người ta biểu làm điều lành không nghe. Thứ ba là đang nằm như vậy đó mà nghe dưới kia mà nấu đồ ăn đó mà có mùi thịt khá đó, là nó thèm ăn quá. Nhớ nha, họ rất thích gì cái lỗ mũi. Tại sao vậy? Con chó nó thích lỗ mũi không có gì. À, con mèo thích lỗ mũi không có gì. Do đó con cọp nó cũng vậy, nó rất hơi rất kiệt. Thành ra lúc đó họ sẽ chuyển làm thú vật, thì tất cả những cái mà cái nghiệp của họ đó, nó kêu là nghiệp thông, nó không còn nằm đâu. Con chó vậy á, chứ nó mạnh nhất của nó là lỗ mũi. Ví dụ như quý vị mà đọa vào loài chó đó, là bị nghe cái mùi rất là nặng, thì quý vị rất hơi rất là rẻ nhại để chi? Cái nghiệp này để mà nó sinh tồn, nó sanh ra để mà nó nhìn những con này con kia nó ăn được, phải không? Và như vậy lỗ mũi là do cái nghiệp mà bắt đầu rất thích cái mùi thịt cá rồi ăn, mà đưa lên nấu một miếng cháo cá cho thịt ăn vô một cái là nó ra cái giường nó rẹp liền. Ở miền Nam thì nào sẽ có những người nằm đào cái lỗ cắt cái thanh giường, bao nhiêu biết chuyện đó không? Vừa đút vô chưa được một phút là nó rẹp liền, vừa đút lên nước ngọt vô là nó rẹp, có không bao nhiêu?
cái lỗi đó là đang đi vào cái lỗi ngạ quỷ rồi, đâu vậy? À, xin lỗi, lỗi xuất sanh. Rồi quyến luyến vợ con, vợ con lên là nắm tay, nắm tay là sợ đi, quyến luyến vợ con lắm, à quyến luyến vợ con, không muốn bỏ, sợ bỏ, đừng bỏ, cứ nắm giữ vậy nè. Thứ năm, các ngón tay và ngón chân co quắp lại, họ cứ co quắp lại, tại vì sao? Họ sắp sửa chuyển qua móng rồi, không còn xè như chúng ta nữa, cái này nó rõ lắm, họ co như vậy nè. Có phải con nào cũng là xè không? Con mèo cũng vậy, muốn nhìn xè ra, một con chó cũng nhìn được cái móng hết, hả? Con cò cũng vậy, phải không? Mà rồi thấy con bò cũng vậy, nó trở thành là móng hết. Người giỏi họ nhìn cái móng đó, họ hướng hướng nào để biết con nào mình, trong mặt tâm chỉ rõ lắm. Bên này chị không có dạy cái này phải không? Xè nó co lại, à, mà khi mà họ làm con ngựa đó thì họ chụp lại giống như là cái móng ngựa, mà móng bò, móng bò xè hay lắm. Có những cái đám thì coi họ xẻ ra một bọ ngựa sao là nó đã có sợ rồi, à. Rồi cả mình tốt ra mồ hôi mà nó hôi mồ hôi chết đúng không? Quý vị biết mồ hôi chết không? Nó hôi kinh khủng lắm, nó nhớ nhớ thầy từng tắm quẹ. Thứ bảy, cái khóe miệng chảy ra nước miếng lao rồi hơi nó chảy nữa. Con đi hồ điệu mà con biết mà. Nó chảy nước chảy ra đây, à, chảy nước chảy. Có phải con chó, con bò, con heo lúc nào nước miếng nó cũng chảy không quý vị hả? Có không quý vị? À, quý vị thấy con heo nó ăn không? Nó chọc 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 chọc, nước miếng nó chảy ra, mà bình thường á, nó nghe mùi là chảy nước miếng. Con chó nó cứ le liễu, quý vị nước miếng nó đâu nó nhiễu vậy? À, miệng phải chảy nước miếng. Tiếng nói khò khè, giống như có đàm trong thằng cổ đó. À, mà khó nghe. Rồi á, lúc đồ ăn vô rồi nó nuốt nữa, còn cái miệng, cái bụng cuối cùng là ngậm trong miệng. Ngậm đồ ăn. Người nào mà có trong những cái tướng này chắc chắn là quý vị làm ơn cho tôi. Niệm Phật A Di Đà, niệm một tiếng đồng hồ, rồi bắt con cháu đó, ở trong này niệm niệm, ngưng ở lúc đó, bắt con cháu lỡ cái bàn Phật làm một cái bàn liền, lại sám hối những cái tội sát sanh, nghĩa là cái nghiệp nào mà ba má con sắp sửa đi vào loài thú vật, con xin sám hối, con xin phát nguyện làm phóng sanh bố thí gì đây, là cái sợi tướng đi vào cái loài chúng sanh, phát nguyện rất là nhiều, làm không phải là đủ liên tiếp, sám hối như vậy một tiếng đồng hồ, rồi bắt đầu tụng tiếp, coi cái tay nó bắt đầu nó nhả ra từ từ chưa, nếu mà nó chưa xè ra thì tụng một tiếng nữa, lấy kinh thị sám tụng nguyện thượng, rồi một tiếng nữa, và làm như vậy chừng nào cái tay xè trở lại, bắt đầu nghe, chịu nghe niệm Phật không? Bây giờ chịu nghe không? Là khi nào nó hơi chịu nghe niệm Phật, rồi bắt đầu nói là bây giờ đừng có quyến luyến vợ con nữa nha, họ chịu nghe, rồi bắt đầu á, cái miệng vẫn không chảy nước miếng nữa, mà bắt đầu á, không có đòi đồ ăn nữa, thì lúc đó chúng ta mới chuyển qua niệm Phật dùng dập. Còn nếu chúng ta mà cứ làm như kia là họ đòi, họ không có nghe nữa, lúc đó phải sám hối vì quan gia trái chủ đang dây họ đó, họ quơ tay lên họ vào, họ quơ nó quơ bóng đó, rồi con thấy là họ quơ lên không, thì phải áp dụng cái này ngay để mà giải quyết cái nghiệp xuất sanh của họ. Cái gì thấy không? Rồi thêm một cái nữa, người nào khi lâm chung sắp đọa vào đường ngạ quỷ thì có những cái triệu chứng sau đây. Quý vị thay quần áo đó, rờ vô người chỗ nào cũng nóng đó, nóng toàn bộ, nóng nhiều lửa luôn, nóng nhưng mà mình đã bị sốt đó nha. Quý vị lấy nhiệt độ quý vị đo đó, là nó trên cái độ bình thường, nếu mà độ C là coi như là 40 độ nè, là chắc chắn người đó đi lò ngọn Mỹ. Lưỡi nó nóng quá rồi, cái lưỡi cái lý mồi, lý mồi nóng, lý mồi. Thứ ba là cứ đòi ăn hoài, mà nói câu này là mình cho ăn xong á, mình là con trai mình cho ăn, con gái là thăm bé nó không cho má ăn, cái loại đó đó họ ăn không thỏa mãn, không biết cái loại đó không, cho ăn rồi nó không có ăn. Nhớ nhân điểm cho con để nhìn nha, à, nhắc tới cái đồ ăn mà ưa nói tới việc ăn uống. Thứ tư, thở miệng, há miệng là thở chứ không có thở mũi, há miệng là thở, à. Thứ năm, giấu tiền lúc trong người người đó, đó tiền vàng cất giấu cả cổng mà rất sợ mất, cứ nắm chặt vậy nè. Có nhiều bà xưa đó, giữ tiền, ha, giữ tiền mà rất sợ người ta lại thăm cho mình, mà cứ sợ người ta cầm tiền. Có những bà giấu dưới giường, có những bà giấu dưới gói, có không vậy? Là cái loại đó giấu tiền riêng, dạ. Mắt thì trương lên nhìn trần trắng, nhìn trên trời đó, mắt nhìn trên trời chứ không có nhìn người đó, à, mà con mắt nó nhìn giống như con mắt con chim bằng gỗ vậy đó, khô khan. Thứ tám, không có đái,
dịch dạ cái tả là không có nước tiểu mà toàn là phân không, để ý cho người thay tả. Lúc đó kêu con cháu có triệu chứng này thay tả rồi sẽ thấy không có nước tiểu mà có phân, phân thì nhiều, đầu gối bên mặt lạnh trước, mình rờ toàn thân đã nóng rồi thật vậy đó, toàn thân đã nóng rồi thật vậy đó, mình rờ thử thì trong đó có chỗ lạnh là đầu gối bên mặt có hồi lạnh. À, tay bên mặt thường nắm lại, tay bên mặt thường nắm lại thì họ sợ mất tài sản, họ nắm chặt, lúc đó họ nghĩ họ nắm tiền, cái tâm họ bón xẻ. Mà cái điều thứ 11, lúc tắt hơi hai mắt vẫn mở phải rút lui giống tới, cái đó là đi vào nội tạng quỷ. Mà tôi đi 10 đám là hết 8 đám lần này là quý vị rút cũng không nhắm, rút cũng không nhắm đâu quý vị, hay không quý vị? Muốn nghe nữa không? Được. Nghe nữa đi học đó. Cái này về để mình biết á. Thấy những triệu chứng như thế này thì bắt đầu không có niệm Phật, không có đủ tiêu chứng. Cái này đâu có đủ tiêu chứng gì, xin nâng ngay niệm Phật cho tôi, cứu cho họ khỏi đạo là đánh lễ liền. Con xin sám hối các nghiệp bỏng sẻn của cha hay mẹ con gì đó, tất cả con cháu là bằng thờ sám hối. Và ông thầy phải nói tất cả những cái nghiệp gì và cho thấy rằng sẽ lội ngạ quỷ mà xuống này là đói uống ăn cái nghĩa địa ngục, mà địa ngục là hàng băng đó, tại vì họ nấu như lửa họ đi gì đâu có vậy, họ nghĩ tới mát mẻ, họ nghĩ tới mát mẻ thì họ đi về cái hành tinh nào trong này có vậy, họ đi những cái hành tinh như là diêm dương tinh, tử dương tinh, những hành tinh mà giờ mình thấy mình cho trên trong thấy như thế chụp là băng không đó có vậy hả, xa trời những cái hành tinh đó đó, xa mặt trời, thành ra mình phải sám náo ra cái tội mà coi như là tham lam bỏng sẻn, bây giờ sắp đọa vào trong cái địa ngục hàng băng thì phải sám hối như vậy. Rồi lưỡi lươn nuôi môi à, thì phải liền lúc đó sai con cháu đứng trước tượng Phật lấy tiền của người đó còn sống bao nhiêu, cái chết cuối cùng xin, nghĩa là phát nguyện là đi ra bố thí chạy liền, sai một đứa chạy xe ra ngoài trên đường kiếm Hamlet là cho tiền mua ăn nha, cho tiền mua ăn nha, chạy là cái chỗ nào là cứ đem tiền họ cho liền, ở trong này làm ngoài kia vẫn đi, rồi ra ngoài đó nói với một cái chỗ nào đó Hamlet á, nó đang có cái chỗ mà mission hiệu nhà thờ, tôi đô lấy sành này 500-600 này nè, tôi cho những người Hamlet quá giải cái nghiệp mà ngã quỷ của cha mẹ tôi, miệng há ra không ngậm lại là phải đi, nghĩa là làm những cái chuyện đó là lấy cái tiền của mà trong người họ còn đây này, nói lớn hơn họ, nói là xin quan gia trái chủ những cái gì đó để cho để làm những chuyện đó. Con mắt mà trương lên không nhắm đó là quý vị phải bắt con cháu lại sám hối liên tục, là cứ đánh cái là lại cái sám hối cái tội mà tham lam mà mắt trừng trừng, sám hối cái chừng nào mà một tiếng đồng hồ rồi vuốt thử con nhắm không, mà không nhắm sám hối nữa chừng nào con mắt nhắm là mà hết tội nó nha, chứ không phải giỡn đâu. Cái đó là phải biết nhiều, cái đó bị vuốt rồi nó mở lên, vuốt rồi nó mở lên à, rồi vuốt được con mắt rồi đó thì làm sao phải là tụng cho cái miệng nó khép lại nữa, thì lúc đó bên đây là tụng thất Phật diệt tội chân không, tụng thất Phật diệt tội chân không, tụng trong 108 miếng xong rồi qua sám hối nữa hả, rồi bắt đầu á sám hối những cái tội mà coi như là phung phí đồ ăn, sám hối những cái tội nào mà bón xén đồ ăn, rồi làm tất cả những việc đó hả, cho tới khi nào cái bàn tay của họ xè ra thì bắt đầu, nếu mà trong lúc đó nó còn thời gian là 6 tiếng thì họ đã xè rồi đó, thì lúc đó chúng ta mới nhảy vô niệm danh hiệu Địa Tạng Như Bồ Tát, xin quy y với ngài Địa Tạng Như Bồ Tát để gì, cứu cho họ từ cái loài ngạ quỷ lên loài trời thôi, họ không đủ tiêu chuẩn gì cực lạc đâu, là quy y ngài Địa Tạng liền và tụng liền cái bộ Địa Tạng Nguyện Thượng Luân Hạ, chứ còn phải giải những cái nghiệp mà họ làm đó, khi nào tay họ xè ra thì bắt đầu tụng Địa Tạng, tụng Địa Tạng rồi cái người này á sau đó từ từ nó sẽ nóng lên, không phải là từ bụng đó ha, rồi sau đó nóng nóng từ từ là nóng lên, làm sao kéo nó kéo tới người lấy ngực là cũng đã mừng rồi đó, chứ đừng có nói gì mà kéo lên tới đỉnh đầu, đó là những trong này họ dạy này. Người nào khi lâm chung sắp đọa vào lò địa ngục nghe đây nè, thì có những cái dấu hiệu sau đây. Thứ nhất, mình vô mình thăm đuổi đúng mà hấp hối, nếu gì ra không thích, chồng vô thăm cũng thích, vợ vô thăm cũng thích, con vô thăm thích, mà nhất là chư tăng vô là biểu đều đuổi đi hết. Là những cái người này họ khi còn sống họ không có gieo với tâm bảo, họ kết quán với tâm bảo mà họ tạo đủ nhiều tội là họ đuổi hết, họ không thích
không thích cha mẹ nghe gì hết, nhưng nó thân bằng lý thuộc và chưa tăng đi vào hậu niệm bằng con mắt giận dữ. Thứ hai, đưa tay lên cứ quờ quạng đỡ, tại vì quan gia cái chủ là bắt là họ đánh có cái loại đó không, họ quơ, họ bắt bóng là cái loại đó là cái gì phải sắp nhang mà chuẩn bị xin cái quan gia cái chủ ngay hồi ứng. Thứ ba, ỉa tri đáy dầm không biết luôn, chỉ nghe thúi là thay, cho còn người kia đó loại khác ở trên nó còn biết nữa, tao đi tiểu hay tao đi tiêu thay, cái loại này ỉa trải là lăng hay là đầy ra mình nghe thúi mình thay rồi, ỉa tri đáy dầm không biết. Thứ tư, họ bốc ra cái mùi hôi dễ sợ, hôi hám chắc chắn hôi, cái mùi khó chịu lắm. Thứ năm, họ thích nằm úp mặt xuống hoặc họ che giấu cho họ thích nằm quay mặt, họ quay mặt vô thường, quay mặt vô thường nằm úp mặt xuống để chuẩn bị cho thân chung ấm đi xuống, nhớ nha, họ không có nhìn ngửa đâu, đi nằm ngửa lên á là sẽ đi lên cái cõi mà bắt đầu họ quay mặt xuống, nó úp xuống à, là nằm úp mặt xuống, hoặc là họ lấy tay họ bịt mặt họ giấu, hoặc là họ lấy cái khăn gì họ che mặt họ giấu, những chuyện trường đó là đi vào địa ngục. Thứ sáu, hai con mắt đỏ ngầu, hai con mắt đỏ dễ sợ. Thứ bảy, họ nằm nghiêng về bên trái, nếu mà không úp mặt thì họ thích nằm nghiêng về bên trái chứ không nằm nghiêng bên phải. Số tám là họ rên đau nhức quá, toàn xương họ đau nhức, giống như là ai mà lấy đinh đóng trong đó, họ rên hỏi sao nhức xương quá. Đó là những trạng thái của một tuần lễ trước khi mà chết, họ than còn nói được đau nhức quá à, đau nhức quá mà con cháu vô bốn họ la họ đuổi đi đó, những cái đó. Thứ chín, thiện tri thức bác hộ niệm dù có chỉ bảo họ cũng đuổi ra, họ không có nghe gì hết, không nghe gì hết. Thứ mười, nhắm nghiền đôi mắt mà không mở, cái loại này đó nó nhắm chặt luôn, cái loại kia vậy đó mà còn mở trừng trừng, mà loại đi địa ngục là nhắm nghiền đôi mắt. Vì sao vậy? Vì họ thấy cái cảnh địa ngục lửa cháy dầu sôi và những cái quá cảnh là họ sợ, họ nhắm mắt kín luôn, nhắm kín ngắt luôn, chứ không phải cái loại này ngon đâu nha. 12, nhìn kỹ cái sống mũi nó méo qua một bên, có những người mũi nó thẳng mình chết rồi cái mũi méo có không vậy, lỗ mũi méo qua một bên. Rồi thứ 13, gót chân và đầu gối đó, khi mà trong bụng mà gần chết họ rung rẩy, họ rung, nghĩa là họ rung giống như là giật lạnh mà rung vậy đó, họ rung rẩy à. Thứ 14, thấy ác tướng khi mà mở ra là họ rung rẩy, dù họ nhắm nhưng mà họ vẫn thấy ác tướng, tại vì lúc đó họ thấy bằng kinh nghiệm chứ đâu phải đem mắt nữa, họ nhắm mắt nhưng mà họ vẫn sợ, họ vẫn thấy hết à. Hoặc sản số kêu là có người đó bắt, có người ta là đánh tôi, mới người ta cứu, họ la, họ cầu cứu, họ la lên. Và 15, tâm thức rối loạn. Rồi bắt đầu 16, cả mình lạnh, tay nắm lại, thân thể cứng đờ, cứng như là vừa rồi má của, cứng ngắc luôn. Dịch trong kinh thủ hộ quốc giới do hòa thượng Thích Thiện Tâm dịch à, là như vậy đó. Quý vị thấy không có dễ đâu, nếu mà không nắm những cái này thì hồi niệm không phải hờ lên niệm phật vừa phải không, không có đi đâu. Phải biết cái loại này á là nặng lắm, phải phát nguyện làm rất nhiều chuyện à, là cái loại này là thầy đi thầy thấy rất nhiều, không hầu như đa số những người mà không biết tu hành là cái loại này nhiều lắm, và quý vị thấy nhiều lắm. Rồi cái thân trung ấm nào đó mà sắp sanh về cõi Atula, không còn cõi Atula thì thấy có những vườn cây khả ái, thấy những cái công viên khả ái, và thấy có những vườn lửa lớn lẫn lộn chuyển say, thay vì thấy hồng quang thì họ thấy những cái dàn lửa quay gì này. Do trong lúc họ là ở thân người, họ có tu thầm thiện, có tu mắt quan trai giới, có thể tu làm sai di sa di ni giới, nhưng mà họ đổi sinh, thành ra thay vì cái hào quang họ đốt hết công đức lên trên thiên thì họ lại hiện ra những cái tâm sân, nó biến thành những cái dòng lửa chuyển say, và bắt đầu họ thấy những cái dòng lửa đó họ cứ đi theo, họ đi theo cái dòng lửa, họ đi trong cái đường, họ thấy lạ quá, họ thấy tự nhiên lửa bay, họ đi theo trên đó và thắt sẵn về cái cõi Atula. Thì cái cõi Atula này ở trong kinh đó là họ nói rằng ở những cái vùng rất là nóng, ở trong cái thái dương hệ mình đó, rất là nóng, và cái vùng đó đó nếu mà Atula mà thức loại mà thiện á, họ sanh những cái vùng mà ở chịu những cái trận bão mặt trời á, mà thành nó thổi ra nó đánh là họ mới chết,
Tại vì họ đi bằng cái khổ quá sanh mà. Thành ra họ chỉ có gì? Thức đại và phong đại. Họ không có nước lửa, họ có hai vị đại thôi. Thành ra họ đi bằng cái gió thì họ giảm tốc thì rất là xấu. Mà đàn bà của họ thì rất là đẹp. À, đàn ông của họ thì rất là xấu, đàn bà của họ rất là đẹp. Do đó mấy ông trời từ tứ thiên dương đau lợi xuống đi chọc mấy cô này. À, thì bắt đầu mới xảy ra những trận đánh nhau. Mà một lần đánh nhau đó là sấm sét rền vang ở những vùng quê mà quý vị thấy đánh nhau rầm rầm đó, là khi đó đó là quý vị chặt cái cây nó xuống có lưỡi trầm sét, là những trận đánh nhau giữa ông trời và Atula để mà giành gái. Thành ra gái Atula thì đẹp, mà trời Atula thì đẹp, mà mấy ông trời thì xuống lấy chồng mấy cái bà Atula, thì xảy ra những trận đánh và đánh như vậy tạo ra sấm sét rầm rầm. Và quý vị nhớ thời gian gần đây này quý vị thấy ít có xảy ra sấm sét rầm rầm, chứ chỗ này Hiêu Thanh là chỗ mà rầm rầm nhiều nhất đó quý vị. Thấy không? Có lẽ lúc này là mấy ông Atula tu bớt rồi, thành ra là không có này. Còn mà thấy là đó là những kinh thần nói đây nè. Rồi nghe kỹ cái này nguy hiểm là mấy ông đó nghe nè. Trung ấm nào sắp đọ vào loài chó lợn. À, làm chó, làm lợn, thường thấy nhiều cô gái đẹp. Cái này có nguy hiểm nè. Thấy cái gì mà còn né được cái thế giới đẹp. Mình ưa thích chạy theo chồng, do nhân duyên đó mà bắt đầu nhập thai. À, nhập thai do cái nghiệp này. Và khi những ông đó mà làm chó rồi đó, thì khi mà làm cái chuyện dâm dục đó, bị cái nghiệp quả là dính với con chó trừ chó cái, và bị người ta phỉ nhổ, người ta lấy cây, người ta gánh, người ta đánh đập mà đính. Có phải cái gì? Không có cái loài nào mà như loài chó dính lẹo hết. Trong này nói rõ luôn cái nghiệp đó. Mấy cái ông mà dê tầm bậy tầm bạ mà coi như hai ba vợ đó, coi chừng là đi về Việt Nam đó, là coi như chết rồi là đào cái loài này. Là thấy mấy cô, bởi vì sinh ra đó là chó, cái chuyện dâm dục đó là xấu, chứ không có con nào mà xấu như con chó. Thấy không? Thành ra trong này có nói rõ như ban ngày luôn. Mà thấy có một cái ông kia đó, hồi đó ông nói ông là chùa của bà thượng, của thầy đó, nguyên cái bàn tay ông này là lông chó không? Thì hỏi bà thượng thì ông cứ bọc cái bàn tay vậy, rồi ông giấu ông mang vậy thôi, không cho ai thấy hết. Thì hỏi bà thượng thì bà thượng ông nói sao vậy? Ông nói là hồi mà ông nhớ là một lần đó, ông đi coi như là cái kiếp trước ổng á, nhưng mà hồi xưa người ta kêu là đi thiếp, cái gì đi thiếp là đọc cái chú đó, là cho nằm ngủ đó, cái đọc cái chú cho đi xuống kia để coi tại sao mình vậy. Thì ổng tại sao có cái tay vậy? Hồi hòa thượng một thầy của thầy là không còn sống, làm thiếp thì kéo lên, thì giống như ông thủ hồn ở Biên Hòa đó, là cũng là đi thiếp mà do cái ông hòa thượng có thể làm. Ông thủ hồn là một cái ông ở trên đời ông ác lắm. Ông ác lắm, ông giàu có lắm. Cái sau khi đó ông kiếm cha mẹ, ông đi địa ngục. Sau hồi xưa đó mấy thầy đi tiếp rồi, ông cho ông nằm cái giường, thì ông thầy đọc cái câu thần chú, cái dẫn đi. Xuống dưới ông thấy mẹ ông này kia gặp nhau, ông thấy có một cái ngục quả trống. Có chảo dầu sôi về, cái ông hỏi, ồ sao có cái chảo này của ai mà có cái tên? Ông dòm thấy cái chảo dầu này dành cho ông thủ hồn ở Biên Hòa đó. Cái hỏi ông còn kêu sao vậy? Ông nói là ông làm ác lắm, nhưng mà ông còn phước hơn người. Chờ 20 năm ông chết xuống đây là ông vô cái chỗ này nè. Ông hỏi giờ làm sao? Bây giờ ông phải làm sao mà ông đền cái tội của ông về bố thí, ông làm sao mà lợi ích hết trong lạc? Ông là cái người giàu có rồi, ông bóc lột của người mà trong nhiều nghèo như kia đó. Ông về ông mới làm một cái cầu. Cái cầu đó bây giờ vẫn còn á. Cầu thủ hồn, nói cái chuyện này cũng biết. Cái cầu đó bắt mà xong, khi mà làm cầu xong 3 năm, ông đi thêm xuống nữa. Thì thấy cái chảo nó hết rồi, thấy không? Thì nó ông bây giờ sau khi chết cái chảo ông cũng lên cõi trên rồi. Thì từ đó giờ cái cầu thủ hồn vẫn còn biết vào cái gì về, mà bây giờ biết cái cầu đó. Thì ông này không có nhờ hòa thượng cho đi thiếp xuống dưới. Thì đi thiếp xuống dưới đó, thì ông mới biết rằng, ông mới thấy là, ông nằm ông ngủ thấy là ông nói là, ông thấy một đám con gái, ông đi theo. Nhưng mà lúc đó đó, là vừa tới đó trên này thì hòa thượng trên này, lúc ông chết đó, là ông chuẩn bị vô gái là hòa thượng, thế này đọc chú thất mật dừng tội. Hòa thượng đọc được coi như bảy biến, ông vừa thọt tay vô đó, thấy là ông dừng ra, hòa thượng kéo lên. Thành ra cái tay là tay chó đó quý vị. Có những người đó, mà trong đời có bớt đổi lông có gì không? Bớt lông chó, lông mèo, lông gì? Là cái người đó mới vừa rồi họ chuyển kiếp mà còn sót lại. Có nhiều người quý vị thích lông mèo, có người lông chó, có quý vị? Lông bò, họ để lại nhà.
năm quý vị thấy như vậy quý vị cũng sợ sao được. Mình đi bằng cái thần thức à, mình thấy gái là dính liền. Bởi vì Phật nói là thương ghét đừng để lòng, mà thì thấy gái không có mê thì khi chết cũng không có mê, đúng không quý vị? Thì không thể nào mà đi vào luân hồi được hết hả? Thành ra từ nay bài học dài lắm, tôi chưa chuyển bây giờ muốn tiếng máy tôi nói cho thấy kết quả của quý vị nè, ở trong bài giảng nè. Tôi quý vị không biết, mỗi một khi tối tôi con nằm đó, tôi con ngủ gì con áp dụng cái chiêu này. Giả sử bây giờ mình sắp chết đêm nay, mình làm cái gì? Cái đầu tiên tụi con phải nghĩ về tụi con niệm Phật, và dưới cái tâm tụi con phải cầu cứu Phật cứu con. Con bây giờ con sẽ đọa vào cái loại này, tụi con phải nghĩ là tụi con sẽ rơi vào những cái trường hợp như vậy nghe, hoảng sợ và cầu cứu Đức Phật hãy cứu con. Quý vị thực tập cho tôi đi, giống như nhảy dù mà không nhảy dù không biết được. Thành ra quý vị cứ thực tập như vậy hàng ngày, mỗi một lần nằm lên con phải nghĩ là con đang đi vào trong những cái đường này nè, con sẽ đi vào trong lò địa ngục, đã quỷ xuống sinh, con sẽ có những thổi tướng như vậy nè, chỉ có Đức Phật ở Di Đà của con. Rồi quý vị hướng về đó, quý vị nghĩ là quý vị không còn ngồi được, rồi quý vị chắp tay sám hối là để cái thực Phật ở Di Đà nào trong đó là mình cầm lên mình xin ngài cứu con. Thì cái hình ảnh quý vị đó thành mỗi đêm như vậy, thì lúc lòng chung đó quý vị gieo vào trong cái đó quý vị làm được liền, cứu quý vị cái người thiện hữu thiện tích. Cứ gieo mỗi ngày quý vị thực tập cho thầy 5 phút là chết nội trong đêm nay, mà không gặp được thầy, không được thực hiện trí thức nữa, mình đang trúng gió mà mình biết làm sao, thì mình áp dụng ngay lúc mình còn khỏe, lúc đó mình sử dụng tự mình.